Anh em biết đấy, cung tên được sử dụng phổ biến như chiến trường cổ đại, trung cổ. Tuy nhiên là để sử dụng thành thục loại vũ khí uy lực này và đạt tới trình độ thiện xạ thì không hề đơn giản một chút nào. Trong lịch sử thế giới từng ghi nhận khả năng bắn tên thiện xạ của những chiến binh, danh tướng nổi tiếng. Câu chuyện về sự dũng cảm cùng khả năng sử dụng vũ khí tuyệt vời của những cung thủ này thực sự khiến nhiều người phải cảm phục. Khả năng bắn tên xuất chúng của những cung thủ này khiến họ trở thành nỗi ám ảnh của nhiều kẻ địch ở trên chiến trường. Vậy thì đó là những ai? Hãy cùng Tăng Ngay Channel đến với 10 cung thủ giỏi bậc nhất lịch sử thế giới. Ở vị trí thứ 10 thì đó chính là Chiết Biệt, cung thủ bạch phát bạch trúng. Trong đại quân hùng mạnh của Thánh Cát Tư Hãn, Chiết Biệt được coi là một trong những cung thủ xuất sắc nhất. Tài năng bắn tên thiện xạ cùng khả năng thao lược quân sự nhạy bén ở trên chiến trường đã giúp ông lập nên nhiều kỳ tích trên cuộc hành trình chinh phạt khắp Á Âu của đại quân Mông Cổ. Ít ai biết được rằng chính nhờ khả năng bắn tên xuất chúng mà Chiết Biệt đã được Thánh Cát Tư Hãn chú ý tới. Từ cựu thù, bắn tên khiến Thánh Cát Tư Hãn ngã ngựa suýt chết. Vị khả hãn có nhãn quan hơn người đã nhanh chóng chỉ định Chiết Biệt trở thành thủ lĩnh quân sự trong đại quân của ông. Cái tên Chiết Biệt có nghĩa là mũi tên. Đây thì cũng chính là món quà mà Thánh Cát Tư Hãn dành tặng cho người cung thủ thiện xạ nhân kỷ niệm lần gặp gỡ đặc biệt của hai người. Chiết Biệt là một nhân tài quân sự hiếm có và cũng là minh chứng tuyệt vời nhất cho thấy khả năng phát hiện và trọng dụng người tài của Thánh Cát Tư Hãn. Cùng với Tốc Bất Đài, Chiết Biệt đã lập nên được rất nhiều chiến tích và trở thành cánh tay phải vô cùng đắc lực của Thánh Cát Tư Hãn. Ông thì đã góp phần không nhỏ cùng với vị khả hãn tài ba của mình lập nên được kỳ tích quân sự vô tiền khoáng hậu lịch sử. Đó chính là làm chủ một vùng lãnh thổ liền kề trải rộng khắp Á Âu. Tướng quân Chiết Biệt cùng với đội quân cung thủ Mông Cổ đã sử dụng nhiều loại cung tên khác nhau để giúp họ bắn trúng vô số mục tiêu trên chiến trường. Đặc biệt là những mũi tên của chiến binh Mông Cổ còn khéo léo sử dụng lông chim gắn ở đuôi để bay xa hơn. Đồng thời là họ còn rất là sáng tạo khi làm ra loại tên khả năng phát ra âm thanh, đặc biệt được sử dụng nhằm khiến đối phương mất phương hướng và gây hoảng loạn. 9. Du Mông, vị vua nổi tiếng có tài bắn cung xuất chúng. Cao Chu Mông, sinh năm 58 trước Công Nguyên và chết năm 19 trước Công Nguyên, hay còn gọi là Go Du Mông, là vị vua sáng lập ra Cao Câu Ly, hay là Goguryeo, vương quốc nằm ở phía bắc trong thời Tam Quốc của Triều Tiên. Cao Câu Ly đã phát triển thành một vùng lãnh thổ rộng lớn với sức mạnh và tầm ảnh hưởng đáng kể. Du Mông được biết tới là vị quân vương xuất chúng với tài năng quân sự hơn người ngay từ khi còn rất là trẻ. Trong số đó thì khả năng sử dụng tên của ông rất là ấn tượng và đã trở thành một vũ khí đắc lực trên hành trình đấu tranh, sáng lập và trị vì vương quốc Cao Câu Ly, tồn tại hơn 705 năm và được 28 vị vương chủ cai trị cho đến khi bị liên minh Tân La, Đường chinh phục vào năm 668. Sau đó thì vương quốc Bột Hải và Cao Ly được sáng lập và các hậu duệ hiện đại của vị vua nổi tiếng Du Mông vẫn mang họ Cao hay là họ Go. Hình tượng về người anh hùng Du Mông đã trở nên gần gũi và được nhiều quốc gia châu Á biết tới qua bộ phim nổi tiếng Truyền thuyết Du Mông Hàn Quốc vào năm 2006. 8. Lã Bố, vị anh hùng chiếm trọn trái tim của đệ nhất mỹ nhân thời Tam Quốc. Được mệnh danh là chiến thần, Lã Bố, sinh năm 160, mất năm 199, hay là Lữ Bố, là một vị tướng nổi tiếng của nhà Đông Hán ở trong lịch sử Trung Quốc. Tương truyền rằng Lã Bố là một vị anh hùng có tài cưỡi ngựa và bắn cung rất là giỏi, đặc biệt là con ngựa mông cưỡi là Xích Thố, một trọng thần mã nổi tiếng bậc nhất thời Tam Quốc. Nhắc tới khả năng bắn cung thiện xạ, bộ sử Tam Quốc Chí có ghi chép về dịp Lã Bố biểu diễn tài nghệ cứu lưu bị. Cụ thể là vào tháng 6 âm lịch năm 196, khi Viên Thuật mang quân tới tấn công Tiểu Bái để nhằm tiêu diệt Lưu Bị, cả hai đều gửi lén mật thư cho Lã Bố. Khi đó thì vị tướng này đã đóng quân ở Từ Châu. Sau khi xem xét mật thư, Lã Bố đã quyết định giải vây cứu Lưu Bị. Lã Bố đi cho mời cả Lưu Bị và Kỷ Linh là tướng dưới quyền của Viên Thuật, được lệnh mang quân tới tấn công Tiểu Bái đến dự tiệc cùng một lúc. Ông sai người cắm kích ở khoảng cách xa 150 bước và giao ước nếu như bắn tên trúng vào ngạnh của kích, là một loại vũ khí ở Trung Quốc, thì hai bên phải lùi binh giảng hòa, còn nếu không trúng thì đánh. Kết quả Lã Bố dương cung được bắn trúng ngay ngạnh kích, khiến cho nhiều người khâm phục. Nhờ vậy mà ông đã thành công khi giải vây được Lưu Bị và buộc Kỷ Linh phải lùi binh. Còn theo tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa viết ở thế kỷ thứ 14, Lã Bố còn có một mối tình với Điêu Thuyền, đang được coi là một trong tứ đại mỹ nhân ở Trung Hoa. Mặc dù là một nhân vật hư cấu từ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, nhưng hình tượng mỹ nhân này được lưu giữ và nổi tiếng như truyền thuyết văn hóa dân gian ở quốc gia này. 7. Phạm Ngũ Lão, sinh năm 1255, mất năm 1320. Phạm Ngũ Lão là danh tướng nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông là người Phù Ủng, huyện Đường Hào, Hải Dương, nay thuộc huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Phạm Ngũ Lão là một trong nhân vật văn võ toàn tài nhất trong lịch sử Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông, ông nổi bật lên là một viên mãnh tướng bách chiến bách thắng với mưu lược và võ nghệ hơn người. Để sánh võ nghệ với Phạm Ngũ Lão, thời kỳ này chỉ có một mình Nguyễn Khoái là kỳ phùng địch thủ. Chỉ có duy nhất hai viên mãnh tướng này ở quân đội nhà Trần,
là có thể đơn đả độc đấu với hộ tướng Toa Đồ nhà Nguyên. Một viên tướng nổi tiếng kiêu dũng thiện chiến với sức mạnh vô địch đã từng tung hoành hàng trăm trận. Không chỉ là sở hữu võ nghệ tuyệt luân, ông còn nổi tiếng một tay cung thủ chắc tuyệt. Còn nhớ trước khi về dưới trướng Hưng Đạo Vương, ông đã từng lên kinh ứng thí võ Trạng Nguyên. Ngũ lão đã từng bắn đứt giải cờ của vua với khoảng cách là 100 bước, tức là khoảng 166 mét. Do điều này mà ông bị đuổi về quê Đan Sọt. 6. Đinh Văn Tả, sinh năm 1602, mất năm 1685. Đinh Văn Tả thì là tướng thời Lê Trung Hưng. Ông vốn là người có sức khỏe, tính khí ngang tàng và đặc biệt là tài năng bắn cung được coi là thiên hạ vô địch vào thời kỳ này. Trong một buổi, Đinh Văn Tả ra xem trường thi võ, thấy thí sinh thi nhau trổ tài bắn cung. Ông cười mà nói rằng bọn họ là đồ vô năng, chỉ phí lương bổng của triều đình. Quan trường thấy thế liền mời ông vào để thử tài. Ông liền lấy cung bắn 10 phát vào 10 tấm bia khác nhau. 10 phát thì đều trúng cả 10. Ông được viên quan trường tâu lên chúa Trịnh Tráng, sau đó phong làm chức võ giai, thường được cử cầm quân dẹp giặc, lập được rất nhiều chiến công hiển hách. Chúa Trịnh thì sau đó cho lập sinh tử của Đinh Văn Tả. Có thể thấy đây là một trường hợp hiếm hoi trong suốt triều đại phong kiến của Việt Nam. Chúng ta biết vào thời Trần chỉ có Trần Hưng Đạo đã được lập đền thờ khi còn sống. Xét về địa vị và tiếng tăm thì Hưng Đạo Vương hơn hẳn Đinh Văn Tả. Hơn nữa Hưng Đạo Vương còn là hoàng thân quốc thích. Điều này đã cho thấy sự ân sủng đặc biệt của nhà Lê đối với vị danh tướng này. 5. Nguyễn Quang Huy. Nguyễn Quang Huy gốc người Phú Yên, được sử sách miêu tả như một nhân vật nổi bật với khả năng tinh thông binh pháp và bản lĩnh võ nghệ cá nhân. Ông đặc biệt được vua Thái Đức, Nguyễn Nhạc quý trọng và tín cẩn giao chức phong ngự sứ tại trấn Bình Thuận. Nguyễn Quang Huy lui về Phú Yên sau khi Bình Thuận bị Nguyễn Phúc Ánh chiếm. Năm Kỷ Mùi là 1799, hay tin thành Quy Nhơn đã bị Phúc Ánh uy hiếp. Quang Huy kéo quân ra trong một ngày mà hạ gục 25 viên tướng của Phúc Ánh. Giữa lúc đang tả sung hữu đột, chưa thấy Phúc Ánh đứng trên thành, Nguyễn Quang Huy vẫn bình tĩnh dương cung. Trúng tên ngã bất tỉnh, Phúc Ánh buộc phải rút hẳn về gia đình. Tương truyền là Nguyễn Quang Huy dùng cây thiết quay cung trong suốt đời binh nghiệp của mình. Đó là một cây cung bằng thép nên nặng gấp 3-4 lần cung thường, uy lực cũng đáng sợ gấp mấy lần như vậy. Ở vị trí thứ tư thì đó chính là Nhạc Phi. Không chỉ văn võ toàn tài, dũng lực tuyệt luân, mà khả năng công thủ Nhạc Phi cũng được coi là thiên hạ vô địch. Khi ông còn chưa thành niên đã thể nâng được cây cung nặng 150kg, kéo được chiếc nỏ nặng khoảng 440kg. Do may mắn được học võ với thiện xạ Chu Đồng nên tay bắn cung Nhạc Phi cũng trở nên vang danh thiên hạ. Trong Nhạc Phi diễn nghĩa có mô tả về tài năng của ông. Chưa mang xương đã thách đấu Nhạc Phi thi thố tài nghệ ở Sài Quế, khoảng cách bắn là 120 bước. Tuy nhiên, vì ghét ông nên lão đã ngầm sai lính nới rộng khoảng cách thành 200 bước. Nhạc Phi thì tuy biết chuyện nhưng ông vẫn không thèm chấp hạng rùi mũi và nghĩ bụng: chú cứ việc chơi để lui, còn lại cứ để anh lo. Nhạc Phi vâng mệnh khai cung giữa đám anh hùng. Cung thì trương như mặt nguyệt, tên bắn tựa sao bay. 9 mũi tên nếu chúng hồng tâm cả 9, quân sĩ gieo hò, trống đánh vang cả tai. Ở vị trí thứ 3 không còn xa lạ gì nữa, mà chính là Robin Hood. Là một nhân vật anh hùng trong văn học dân gian của Anh, một kiếm tu cực khôi và công thủ tuyệt đỉnh. Ông được biết đến với việc cướp của người giàu, chia cho người nghèo. Trong bộ phim thì Robin Hood thường được mô tả mặc bộ trang phục màu xanh lá cây, được gọi là màu xanh Lincoln. Một vài tài liệu được cho rằng Robin Hood thường mặc áo màu đỏ tươi. Đó là lý do tại sao có tên là Robin, chim cổ đỏ. Robin Hood trở thành nhân vật truyện dân gian nổi tiếng về Trung Cổ. Cho tới ngày nay thì vẫn là một trong nhân vật truyền thuyết nổi tiếng thông qua truyền hình, các bộ phim và các tác phẩm văn học hiện đại. Dù cho Robin Hood có thực sự tồn tại hay không, có một điều chắc chắn rằng cuộc đời ông có thể khác xa những gì được dựng lên trên phim ảnh, tiểu thuyết và ca kịch ngày nay. Robin Hood là một người sống ngoài vòng pháp luật bởi thủ đoạn của một người độc ác. 2. Dưỡng Giao Cơ. Dưỡng Giao Cơ, một danh tướng nước Sở thời Xuân Thu Chiến Quốc, nổi tiếng với tài bắn cung bách bộ xuyên dương, được người đời mệnh danh là Dưỡng Nhất Tiến. Chính nhờ nó mà ông lập nhiều công lao và đã được vua Sở trọng dụng. Có một lần thì tướng nhà Sở khác là Phan Đảng tập bắn, bắn trúng 3 phát vào hồng tâm. Mọi người đều cùng nhau vỗ tay khen ngợi và xin chữ ký. Vừa đúng lúc đó thì Dưỡng Giao Cơ đi ngang qua và đã tỏ ý xem thường. Ông liền lấy mực bôi lên một lá cây dương rồi bước ra xa ngoài trăm bước, dương cung bắn xuyên chiếc lá ấy. Phan Đảng thì không phục, cho rằng đó là nhờ may mắn. Y liền bôi mực lên cả 3 chiếc lá khác nhau và rồi Dưỡng Giao Cơ cũng bắn xuyên qua cả 3 chiếc lá ấy. Phan Đảng biết đối thủ là một thanh niên siêu cứng nhưng vẫn muốn khoe sức khỏe của mình. Ben lấy 7 chiếc áo giáp xếp chồng lên nhau rồi bắn xuyên suốt 7 lần áo giáp. Không chịu thua kém, Dưỡng Giao Cơ cũng trổ tài. Mũi tên của ông không cao không thấp, cắm đúng vào đuôi mũi tên của Phan Đảng và đẩy mũi tên của y qua bên kia rồi thay thế ở chỗ ấy. Bây giờ thì Phan Đảng mới ngẩn người và thần phục sát đất và nhanh chóng mang một bó hồng cực to ra tặng idol.
Đây cuối đời do chủ quan khinh địch nên Dưỡng Giao Cơ bị loạn tiện phần thây, bỏ mạng bởi sở trường mà mình chính là vô địch thiên hạ. Thật là đáng tiếc. Và vị trí đầu tiên trong video ngày hôm nay của chúng ta đó chính là Hậu Nghệ. Vị trí cung thủ số 1 thì không ai có thể tranh nổi được, đó chính là Hậu Nghệ, người được nhân dân truyền miệng đã bắn rơi tới 9 mặt trời. Trên thực tế thì ông chính là vua nước Hiệu Cùng, một chư hầu dưới thời nhà Hạ. Hậu Nghệ thì nổi tiếng sức khỏe hơn người và đặc biệt là tuyệt kỹ bắn cung, có lẽ là thiên hạ đệ nhất. Nhờ mưu kế đã cướp được ngôi của nhà Hạ, nhưng cũng chính vì kiêu ngạo, ham mê săn bắn mà đã bỏ bê triều đình. Đã thế lại bị thằng đệ ruột Hàn Trác lừa gạt, hắn liên tục phỉnh nịnh, tặng rượu ngon cho. Hậu Nghệ thì ngày đánh quái, đêm phê như con tê tê, chẳng hề hay biết Hàn Trác là ngụy với vợ mình. Một thời gian sau thì ông bị giết chết và cướp ngôi. Chẳng những vậy, Hàn Trác còn mượn vợ và xẻo thịt Hậu Nghệ cho chính con trai mình ăn. Đúng là kiêu ngạo thì bại vong. Và video đến đây thì đã hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Tài Channel ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của mình. Chân anh cảm ơn anh em.